Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học Ngữ văn lớp 7, bộ sách Cánh diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở bài 1 mang tên Truyện và Tiểu thuyết. Ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về văn bản thực hành đọc hiểu của chủ đề này. Văn bản mang tên Dọc đường sứ nghệ trích tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tiểu thuyết Búp sen xanh nói chung và văn bản Dọc đường sứ nghệ nói riêng viết về thời thơ ấu của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Vậy văn bản Dọc đường sứ nghệ đã kể lại câu chuyện gì, có những sự kiện gì đã diễn ra và chúng ta thấy được vẻ đẹp nét tính cách nào của các nhân vật trong văn bản này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung, trước hết ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tác giả. Khi tìm hiểu về bất cứ tác giả nào, các em cũng cần tìm hiểu những thông tin về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp bởi vì đây là một văn bản thực hành đọc hiểu cho nên cho nên những thông tin này các em hãy chủ động tìm kiếm và thu thập kiến thức nhé khi tìm hiểu về tiểu sử các em cần lưu ý những thông tin như năm sinh năm mất của tác giả quê hương của tác giả ở đâu còn trong cuộc đời thì các em lưu ý những mốc quan trọng trong đời hay là những chức vụ quan trọng mà tác giả từng nắm giữ về sự nghiệp thì các em cần tìm những thông tin như phong cách đặc điểm văn chương của tác giả và các sáng tác nổi tiếng một số thông tin thì đã có trong sách giáo khoa còn lại các em có thể tìm kiếm trên sách báo hoặc mạng internet để có thể nắm được những thông tin này nhé tiếp theo khi tìm hiểu chung về tác phẩm thì các em cần nắm được năm sáng tác nội dung chính của toàn bộ tiểu thuyết dung lượng của tiểu thuyết và phần trích học nằm ở phần nào của tiểu thuyết nó có nội dung chính là gì những thông tin này các em cũng hãy chủ động tìm kiếm trong sách giáo khoa và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhé tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài học đó là đi tìm hiểu chi tiết văn bản khi tìm hiểu chi tiết văn bản chúng ta sẽ đi trên những phương diện như sau đó là bối cảnh nhân vật ngồi kể ngôn ngữ và cuối cùng là đề tài và chủ đề bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên bối cảnh để tìm hiểu về bối cảnh các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau câu chuyện được diễn ra khi nào ở đâu và nơi đó thì có gì đặc biệt văn bản dọc đường xứ nghệ có bối cảnh như sau đó là ở thời điểm khi mà bác hồ còn nhỏ mà trong văn bản thì gọi là cậu bé côn lúc này cậu bé côn cùng cha và anh trai đi thăm bạn bè của cha đi qua vùng đất diễn châu như vậy có thể thấy bối cảnh về không gian của văn bản này đó chính là vùng đất diễn châu thuộc tỉnh nghệ an và mảnh đất này có điểm đặc biệt đó chính là một mảnh đất nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi là châu diễn như vậy là về bối cảnh này thì chúng ta có thể thấy rằng đây chính là mảnh đất quê hương thân thương của cậu bé Côn Chính là chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta sau này Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các nhân vật Các em hãy cho cô biết Trong văn bản dọc đường sứ nghệ có mấy nhân vật Và ai là nhân vật chính Văn bản dọc đường sứ nghệ có 3 nhân vật Đó là cậu bé Côn Quan Phó Bảng Và cậu bé Khiêm trong ba nhân vật này thì cậu bé côn và quang phó bảng là hai nhân vật chính và chúng ta cũng sẽ chủ yếu đi tìm hiểu về hai nhân vật này trong bài học ngày hôm nay đầu tiên ta sẽ đi tìm hiểu về cậu bé côn vậy các em hãy cho cô biết khi tìm hiểu về nhân vật cậu bé côn đâu là phương diện ở nhân vật này mà chúng ta cần quan tâm chú trọng để đi tìm hiểu nhất khi tìm hiểu về nhân vật cậu bé côn phương diện mà chúng ta cần quan tâm nhất đó chính là những lời nói của nhân vật này qua lời nói nhân vật này đã thể hiện được những suy nghĩ nét đẹp tâm hồn và tính cách của mình những lời nói của nhân vật cậu bé côn chủ yếu thể hiện những câu hỏi về sự kiện lịch sử và cách lý giải về sự kiện lịch sử thể hiện qua ba sự kiện sau đó là chuyện mỹ châu trọng thủy chuyện tướng cụt đầu chuyện đền thờ nguyễn du và đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những lời nói và những suy nghĩ thể hiện qua lời nói của cậu bé côn ở trong ba sự kiện này nhé vậy cậu bé côn đã thể hiện những suy nghĩ những quan điểm cách đánh giá như thế nào về nhân vật về những việc đã diễn ra ở trong ba sự kiện lịch sử này các em hãy xác định giúp cô nhé qua chuyện mị châu trọng thủy thì cậu về côn đã có những suy nghĩ cách đánh giá như sau cậu phê phán vô thục nhẹ dạ không đề phòng đồng thời thì cũng coi trọng sự công tư phân minh không khuất phục khi đã chém đầu con gái và nhảy xuống biển còn trong chuyện tướng cút đầu thì cậu bé Côn đã hiểu được ước vọng của nhân dân, gửi gắm vào tên các địa danh và đồng thời ngợi ca trí tưởng tượng của nhân dân. Còn trong chuyện về Nguyễn Du và đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết, qua việc cậu bé Côn thắc mắc rằng tại sao Nguyễn Du lại không được lập đền thờ thì chúng ta có thể thấy rằng Côn rất coi trọng nghệ thuật và thơ văn đồng thời thì qua việc quan sát thấy một thằng ăn trộm bị đánh chết cũng được lập đền thờ đã thể hiện sự tỉ mỉ quan sát không ngừng tư duy về những gì diễn ra xung quanh như vậy qua những sự việc này qua cách nhìn nhận đánh giá và nêu quan điểm của cậu bé côn các em có nhận xét gì về suy nghĩ về tâm hồn của nhân vật này chúng ta có thể thấy rằng côn đã có những suy nghĩ vô cùng tinh tế chín chắn và sâu sắc có thể nói là trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi và đồng thời đã bộc lộ một tâm hồn yêu quê hương đất nước và rất ham học hỏi côn không ngừng thắc mắc không ngừng tư duy về những điều diễn ra xung quanh mình có thể nói đây chính là những nền tảng cơ bản để có thể tạo nên một chủ tịch hồ chí minh vĩ đại của chúng ta sau này vậy theo các em nét tính cách nào của cậu bé côn đã được thể hiện qua những suy nghĩ này rất chính xác côn đã thể hiện nét tính cách đó chính là sự công bằng đề cao và tôn trọng lẽ phải cùng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về suy nghĩ về tâm hồn về tính cách của nhân vật cậu bé côn thông qua những lời nói của nhân vật được thể hiện trong văn bản tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhân vật quan phó bảng các em có nhận xét gì về cách giáo dục con của quan phó bảng quan phó bảng đã dùng cách gì để giúp cho hai người con trai của mình có thể hiểu và có được cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống cách giáo dục con của quan phó bảng rất hay và đặc biệt đó chính là ông đã giáo dục các con tu dưỡng làm người bằng cách kể và giảng giải cho các con về các câu chuyện đời trước đó là những sự kiện lịch sử hay cách đặt tên địa danh cụ phó bảng không trực tiếp giao huấn hay giao giảng đạo lý mà rất tinh tế kể cho các con về quê hương đất nước rồi dẫn dắt các con để các con tự nhìn nhận đánh giá được và từ đó hình thành những nét tích cực trong suy nghĩ tâm hồn hình thành nên tính cách và phẩm chất tốt đẹp Vậy qua cách giáo dục con thì cụ phó bảng đã thể hiện được mình là một con người như thế nào? Rất chính xác, qua những câu chuyện lịch sử mà cụ kể cho hai con trai của mình, chúng ta có thể thấy rằng cụ phó bảng có tâm hồn yêu nước và vô cùng am hiểu lịch sử nước nhà. Đồng thời, ông đã thể hiện được tính cách điềm tĩnh, sâu sắc và có cách giáo dục các con rất hay và ý nghĩa vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu về hai nhân vật chính của văn bản dọc đường sứ nghệ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ngôi kể của văn bản này vậy các em hãy cho cô biết văn bản được kể theo ngôi thứ mấy và ngôi kể này có tác dụng gì chúng ta có thể thấy rằng văn bản này đã được kể theo ngôi thứ ba người kể chuyện giấu mặt và trực tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện ở tất cả các nhân vật. Và việc và việc lựa chọn ngôi kể này có tác dụng như sau, đó là khiến cho câu chuyện được kể lại toàn cảnh, khách quan, người đọc sẽ nắm rõ được toàn bộ các sự việc liên quan đến tất cả các nhân vật. Sau khi đã tìm hiểu được về ngôi kể thì chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư đó là đi tìm hiểu về ngôn ngữ nếu như trong văn bản người đàn ông cô độc giữa rừng về ngôn ngữ tác giả đoàn giỏi đã sử dụng phương ngữ nam bộ thì ở văn bản này nhà văn sơn tùng đã sử dụng phương ngữ trung bộ vùng nghệ an qua những từ như ni nớ nhẻ mi dớ dận Nghệ An chính là quê hương của cậu bé Côn, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy qua việc sử dụng phương ngữ trung bộ trong văn bản này thì tác giả Sơn Tùng đã càng thể hiện việc trân trọng quê hương của Bác Hồ và cũng khiến cho câu chuyện giữa các nhân vật trở nên hợp lý và gắn bó chặt chẽ hơn với lời ăn tiếng nói hàng ngày của những người còn ở mảnh đất trung bộ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đề tài và chủ đề của văn bản này vậy bây giờ các em hãy cho cô biết văn bản dọc đường xứ nghệ có đề tài và chủ đề là gì Văn bản này có đề tài chính là hành trình đi qua các địa danh của ba cha con cụ phó bảng. Còn chủ đề chính là tình yêu đất nước, lòng tự hào về vẻ đẹp của non sông và đồng thời nhắc nhở mỗi người phải luôn nhớ về cội nguồn. Vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành việc thực hành đọc hiểu văn bản dọc đường xứ nghệ. Cô hy vọng bài học này thêm một lần nữa củng cố cho các em về cách đi đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại truyện cũng như giúp cho các em phần nào hiểu hơn được về thời thơ ấu của bác Hồ, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.